Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Mua ạc Roblox và cày thuê giá rẻ vào ngay Roblox.shop nha. Sammy à, đây là em bé hả? Nani? Này gì không phải em bé không ơi? Tôi nhìn nó cũng không giống em bé lắm, mà mai này mà tôi mà đây, tôi lớn lên mà tôi lấy vợ mà con của tôi, cái mặt của nó như thế này. Mặt này thì có giống ông không? Thì nào giống tôi được, tôi dễ thương hơn mà. Công nhận. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Yeah. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và lại là mình Phong Cận TV cùng với... Yeah. À quên, Phong Cận TV đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ hới với điện ảnh Roblox nha các bạn nha. Ok, thì ngày hôm nay, như mấy bạn đã đọc tiêu đề thì chắc các bạn cũng biết video ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi game gì đúng không? Đúng vậy, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi thoát khỏi em bé. Kinh dị đáng sợ. Yeah, quá bạn ơi, trời ơi trời. Thấy dễ thương mà. Chỗ nào? Nhìn dễ thương rồi, bà nhìn đi. Đó, cái lỗ mũi cắm cái bút vô, hiểu không? Cái răng của nó to y như cái lỗ mũi luôn. Đó, nhìn nó dễ thương. Chỗ cái mắt nó to như cái quả trứng hộp dịch vậy đó. Đẹp mà. Đẹp chứ không tả gì, thấy ghê như quái vật ghê. Tôi thấy dễ thương mà. Mấy bạn thấy em bé nó dễ thương của bạn, nhớ comment xuống bên dưới. Rồi, không nói nhiều nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với trò chơi trốn thoát khỏi nhà tù của em bé đáng sợ nào. Let's go. Gì? Thường thường á, ông quay Roblox là toàn ông chơi thôi đúng không? Ừ. Bây giờ đến lượt tôi chơi, ông nhìn thôi. Nani. Chơi không? Ok, được. Tại vì á, bình thường tôi thấy Sammy nướp quá. Tôi nghĩ là Sammy sẽ không thoát khỏi được những cái thử thách này đâu. Cho nên tôi mới chơi cho Sammy ngồi kế bên gọi là bình luận thôi. Nhưng mà hôm nay Sammy đòi chơi đúng không? Ok, vô, đợi chỗ. Đợi chỗ. 5 minutes later. Cấp báo, tin hot trong ngày chấn động bờ kè mới nè. Đó chính là game Honkai Light Makeover đã chính thức mở cửa rồi các bạn ơi. Có anh em nào đã từng chơi qua những tựa game kinh điển như là Ngôi Sao Thời Trang hay là Audition, hay bản thân anh em luôn là những người kỹ tính trong khâu tạo nhân vật khi chơi game không? Nếu bạn muốn nhân vật của mình được custom theo sở thích cá nhân thì hãy đến ngay với Light Makeover. Khi chơi game này, người chơi không chỉ có thể tùy chỉnh nhân vật miễn phí theo sở thích của mình mà còn có thể tự thiết kế trang phục, cắt vải và chọn phong cách mà mình mong muốn nữa đó. Anh em có thể mặc trang phục do chính mình thiết kế để selfie cùng với bạn bè nữa đó nha. Chưa hết, anh em nào thích chơi Minecraft và đang xem video này của mình thì chắc chắn Light Makeover cũng sẽ cho phép anh em được trang trí xây dựng ngôi nhà theo lý tưởng riêng của anh em. Còn những anh em nào mà thích Play Together đúng không thì giới thiệu với anh em luôn, Light Makeover cũng có chức năng mở tiệc tùng mời bạn bè tham gia luôn đó nha. Nhân vật của anh em cũng có thể nấu ăn, tập thể dục và đi làm kiếm tiền y như ở ngoài đời thật luôn. Quá là hấp dẫn. Đến cái đoạn này thì tôi đố anh em biết chúng ta còn thiếu cái gì nào. Đúng rồi, trong Light Makeover còn có cả pet nữa nha. Chúng ta sẽ có những thú cưng siêu cute dành riêng cho mình nữa đó. Và đặc biệt, game này là game miễn phí nha anh em. Tôi nhắc lại với anh em, chắc chắn là miễn phí. Anh em chỉ cần chăm lo cày cuốc, không cần phải bận tâm đến việc phải nạp tiền vào game hay không. Và game này cũng chính là một tựa game lý tưởng để cho những anh em chơi hệ cày chay đó nha. Nếu như anh em nào đang muốn thử tải game này về chơi thì đừng quên là tôi có để link tải ở bên dưới phần mô tả và phần bình luận. Các bạn hãy xuống bên dưới nhấn vào nút đó, tải game về và chiến cùng với Hero Team bọn mình trong mùa hè lần này nào. Còn chơi gì nữa mà không chơi thử ngay Light Makeover đi nào. Vào game và tạo nhân vật chơi cùng với Hero Team nào các bạn ơi. Rồi chơi đây. Đấy, chơi sợ okay, gì. Ok, đợi tôi á, tôi cá chắc là Sammy sẽ thua trong vòng 5 phút thôi các bạn ơi. Chứ bỏ cuộc liền sao thắng được. Nè bây giờ nè, có hai chế độ phải không? Là trẻ sơ sinh và chuyên gia. Tôi nghĩ là bây giờ muốn thử thách phải chơi chuyên gia hiểu không? Rồi, chơi luôn. Ok. Tôi không sợ hiểu không? Rồi, bắt đầu nè. Rồi, ok. Rồi Sammy trước tiên là phải nhấn cái nút nè, đó bấm đi. Nhấn nút. Để vô bấm nút E. Thấy không? Mày thấy không? Sammy nước mà bấm cái nút thôi cũng không biết bấm các bạn. Làm gì? Bấm rồi sau đó chạy. Thì nó bỏ cái cửa kìa, mình chạy qua. Sao mà Sam mới nhìn cái kiểu gì kỳ vậy? Bắt cua đúng không? Má này sao sao qua được? Nhảy qua. Xa nha. Ôi được đây. Rồi ghê. Rồi bây giờ qua bên đây là phải mở cái ống cống á nè. Rồi sau đó chui vô. Rồi ok. Sammy từ nãy giờ thấy là cũng vượt qua được khá khá bạn ạ. Thấy cũng chuyên nghiệp đó. Ôi. Cái gì vậy? Rơi xuống dưới kìa. Có bông. Đâu có bông đâu, đi qua mở cửa coi thử coi. Đây mở cửa nè. Có đồ chơi nè. Cái ghê vậy? Cái gì mà
mà khuôn mặt của em bé nhìn đáng sợ vậy trời. Trời ơi, sao nó bự vậy? À, vậy có nghĩa là chúng ta giống như là một cái món đồ chơi của em bé các bạn. Và nhiệm vụ chúng ta là phải thoát ra, thoát khỏi cái em bé này đó. Trời ok. Ơi, ghê quá à. Từ từ. Ờ, sao quay về cái mặt của em bé ơi. Oh my god, nhìn đáng sợ thật sự luôn các bạn. Ủa, nhìn mắt nó lồi ra, mặt nó như này nè. Ừ. Cũng giống Sam lúc mà Sam đói bụng á bạn. Sam bị đói bụng á là cái mặt Sam sẽ kiểu nhìn đồ ăn kiểu. Rồi bây giờ nhảy đây nè. Cây này là bị đấm nè đúng không? Ủa, nhảy vô cái lỗ hay là phải nhảy bên cạnh vậy hả? Nhảy vô trong cái viền á, không được nhảy vô cái lỗ, nhảy vô cái lỗ té sao hiểu không? Nhỏ, từ từ cái này là ôi đây. Phải canh đó, phải canh đó. Trời ơi. Trời ơi, thiệt luôn á, mới đó mà té rồi, thấy chưa? Ôi, nó khó vậy. Cho lại qua cái này là hơi gà thôi, nãy tôi giả bộ thôi. Yeah. Nãy giả bộ rồi hả? Ok. Đó. Ôi, à, ok. Ủa đi giữa đâu mà? Ủa ai biết thì cứ nhảy thử coi. Trời ơi, ông này làm tôi khổ quá, thấy chưa? Nó có cái lưới. Đây nè, bị đấm nè. Trời ơi, biết ngay mà. Không chịu nhảy qua luôn, đi đứng nhìn gì vậy? Đâu đang di chuyển hiểu không? Đây. Sammy là Sammy phải tập trung vô không? Đó, trời, nhảy cái gì mà bà cứ ngước lên trời. Rồi ok, bây giờ đi thẳng một đường nè. Ủa rồi, nhảy thẳng một đường, tập thẳng lên. Bà tự té sao bà đổi thường người ta đạp bà sao? Không, các bạn nghe đạp từ. Xạo nha. Không sao. Ôi rồi, nè chuẩn bị canh nè. Thôi, hiểu quá. Rồi từ. Trời ơi. Cái chuột nó giữ. À, đổi thừa. Lại đổi thừa. Cái chuột nó giữ sao? Bây giờ thì mình với Sammy sẽ chơi theo kiểu mới là mình sẽ cầm chuột, còn Sammy là sẽ gọi là nhảy nha các bạn nha. Yeah. Ok, tiếp rồi nhảy. Ở phòng để phía trước là nhảy. Rồi ok. Từ. Ôi rồi hay quá, qua được rồi. Ok. Tôi chị nhảy bộ rô thôi, còn chuột là tôi không biết cầm á. Trời trời ơi. Phải có nhờ cái sự giúp đỡ của Phong bạn hiểu không? Rồi ok, đi thẳng về phía trước nè. Từ, rồi chuẩn bị nè, nhảy nè. Ok, à, rồi đi. Ok. Em nhảy trên cái xe kìa. Rồi nhảy lên. Trời ơi. Đúng mà. Lại. Nhảy lên đâu? Thì từ, nhảy lên trên cái xe, cái cánh máy bay á mà để từ. Rồi nhảy nè, nhảy. Nhảy đi. Trời ơi. À vậy lọt cái đó luôn hả? Không, Sammy phải nhảy cái cánh của máy bay á, phải à, canh đúng không? Cánh hả? Ok. Ơi nè, chuẩn bị nè. Rồi nhảy. Bạn cái bị gì? Bạn à, kia là người ta lắc đó. Trời ơi, nè, 3 2 1 nhảy. Bỏ ra để tôi. Ủa, bỏ để tôi mà. Tôi nhảy giùm bà cái này thôi, tí nữa tôi cho bà chơi. Ừ, nhảy giùm bà này thôi. Tôi chơi nha. Rồi biết. Đó thấy không? Trời, Phong nhảy một phát một qua thôi. Yeah. Rồi. Trời ơi mệt tham quá. Ôi rồi tiếp nè. Ủa Phong tức giận với tôi. Đâu tức đâu, Phong chỉ đang nói chuyện, không nói nó hơi to, hiểu không? Tại vì Phong phải ngồi gần mic thế này, Phong phải nói to các bạn mới nghe được giọng Phong. Nó hơi bị nhỏ chứ Phong đâu có nói to với Sam đâu. Phong nói to với fan thôi. Phong nói to với Sam. Thiệt. Giỡn ở nhà. Thật ra tôi thương fan nhiều hơn thương Sam luôn. Thương fan nhiều, yêu fan. Rồi di chuyển đi, tiến về phía trước nè. Rồi bấm nút. Ông bấm chứ. À tôi bấm E bà nội. Trời ơi trời, vậy nè. Hai. Nhảy. Rồi, nhảy. Đúng rồi, nhảy. Đúng rồi, nhảy. Hay quá. Ok, tiếp sắp thoát khỏi được cái em bé rồi. Rồi chuẩn bị nè. Tôi đã cầm chuột giùm rồi đó bạn. Mà nhảy vẫn thua rồi trời. Ê, chị lỡ rồi. Lỡ thôi đúng không? Rồi. Sắc mẹp luôn. Yes, hay quá. Để Phong xíu. Tôi lót xuống cái ghế tôi ngồi cho đỡ, chứ ngồi kiểu này chẹo lưng á bạn ơi. Ngồi chơi game chung mà cứ phải nhìn giùm cho bà Sam, cho nên là tôi bị mỏi lưng các bạn. Ra nè, nhảy con kia nè. Ok. Ê, hình như cái trò này là cái trò rút gỗ đúng không? Rất quen như cái trò rút gỗ nè. Đúng rồi, cái trò bắt cua là cái trò rút gỗ á. Ok. Trò tuổi thơ nha. Rồi nhảy qua. Cố lên. Ôi. Sao leo lên được, đã té rồi, để cho té luôn đi, sao leo lên được nữa? Không có leo được, ai biết từng cái núi. Ê, cái bạn này làm gì vậy? Định đạp tôi kìa, thấy chưa? Đó, đổi thừa ta. Cái gì đổi thừa, người ta định đạp tôi xuống á. Ui, con cá bông nè. Lại lụm được không? Lụm coi. Không biết nữa. Người ta lụm mất tiêu rồi. Không sao, người ta giỡn á, kệ ta đi. Giỡn gì mà lấy cái bông của tôi. Giỡn kỳ á. Thôi không sao, để mốt Phong mua cho Sam 10 con gấu bông luôn. Bạn cứ cố ý làm cái gì á. Như bạn nó nhận ra Phong với Sam sao? À, cái gì vậy? À, ở chỗ đó là cái cây cầu mình phải nhảy qua. Ok, nhảy qua lại nè. Gãy hả? Đúng rồi, nhảy qua. Từ, nó lành. Phải nhảy liên tục nha. Không có lành được, phải nhảy liên tục, đó thấy không? Không. Ok, từ. Rồi nhảy. À, ba. Hey! Hay quá! Yeah! Quá giỏi luôn!
Rồi, rồi bây giờ chưa cho đại bác nè. Chưa sao? Bấm e, bấm e. Ok rồi. Ui nó bắn mình qua đây nè. Ui. Ui. Bắn ở đây luôn. Oh my god. Tôi thấy cái chân của em bé kìa sao? Ghê quá à. Em giống như em bé để chui vô cái hộp này chơi á. Hình như nó đang chui để tìm nó bắt mình đó. Ghê vậy? Đúng rồi. Mình làm gì đâu, nó bắt mình. Nó bắt Sam, bây giờ nhìn Sam dễ thương quá đó. Trời ơi. Khoái cười. Thích thì đúng không? Phong thả thính là chỉ có dính thôi. Hèn gì Sammy là mê Phong, đúng rồi. Phong thả thính gì không. Ghê quá mà. Rồi đi bộ qua đây. Đi, ok. Đi xuống nè. Rồi. Rớt xuống. Ui. Ủa mình đang ở đâu vậy? Mình đang ở đâu vậy? Mình đang chỗ gì ta? Chỗ dưới trẻ. Ui. Ê, nó trẻ đúng không? Từ từ nhảy lên tôi xem cái mặt coi. Nhảy lên xem coi. Đi qua đây, qua đây. Rồi ok, nhảy rồi. Rồi. Tôi thấy cái con mắt của nó ghê quá. Nhìn nè, trời ơi. Là mình không được làm cho nó thức dậy hiểu không? Mình phải chạy hiểu không? Là vậy, từ từ tí nó đuổi mình không vậy? Không biết. Ui. Nó đuổi mình. Nó đuổi kìa, chạy ra, chạy đi. Chạy. Ông quay lại sớm liền. Nó đuổi mình đó. Không, tôi quay lại để coi nó có đuổi không? Ai vậy nó đuổi thiệt. Trời. Khủng quá à. Ok, thôi chạy nè. Không có nút chị nhanh đâu, chỉ có thể chạy thẳng vậy thôi. Ok. Ui. Gì vậy? Đi không á. Quay qua coi nhìn coi nó đang ở đâu hiểu không? Tán cho cái bây giờ. Nó đang sát nút mình luôn á. Không, quay qua nhìn coi nó đang ở đâu để mình chạy cho nó hồi hộp. Thôi xin lỗi lại nè. Hồi nãy là Phong quay không nhìn coi nó đang ở đâu thôi. Ok, giờ mình chạy nè, mình chạy thẳng một mạch luôn nha. Đúng rồi. Giỡn. Bỏ đúng rồi. Không sao, ok. Mình thích chọc Sam đó bạn à. Tại sao chọc gì, tôi tán không bây giờ. Chọc Sam có Sam la. Ê, có bông. Ok. Ui, lụm. Sam la. Thì thấy con gấu bông mày lụm rồi lỡ rồi. Chứ Phong đâu biết đâu. Lụm có bông mà bị nó tán thì thà đi bộ. Đừng nhận gấu bông. Không, hình như mình nhận được 7 con gấu bông mà mình sẽ được cái gì á. Cho nên mình phải kiếm gấu bông. Hả? Ừ. Tôi đang coi cái gì, đừng coi về nhà coi đi. Tự nhiên bây giờ coi. Vậy giờ mình chạy thẳng một đường thôi đúng không? Đúng rồi. Run kìa, thấy không? Nó xếp thành hình run, chữ run kìa. Run là chạy mấy bạn. Có bông bự quá à, nhìn thích quá. Hình như là mình leo trên đó là được hay sao á. Từ đó mình nhìn coi em bé đang ở đâu. Đúng, kế bên luôn, kế bên luôn bạn ơi. Sao mình đi chậm vậy ta? Hay là mình cũng là em bé vậy? Có nào mình là em bé không? Mình là đồ chơi. Ôi, mình thấy cái bóng cái đó kìa. Cái bóng luôn à. Ui, bóng lưng luôn. Bấm nút, trời ơi. Bấm nút là xong rồi. Nút gì? Nó có cái nút á, nhưng mà mình chạy không kịp. Nút không gì? Sao? Nút e hả? Hay sao? Mình đi tiếp đi, mình lại đi. Đừng có lùi lại nữa. Rồi, cố lên. Lên tới trên đây rồi, bây giờ mình phải chạy thật là nhanh nè. Sammy coi này nha, có cái nút bên này nè, chuẩn bị đâu? Bấm nha. Đâu? Nè, bấm rồi, chạy. Chạy. Rồi. Ủa? Nhỏ nó khóc kìa. Trời ơi. Nó khóc kìa bạn ơi, trời. Không được, cái này là ăn vạ nè. Nó đuổi không được, cái nằm nó khóc kìa bạn. Trời ơi, nhưng mà nhìn cũng dễ thương sao mà. Ôi, dễ thương chỗ nào, nó đánh mình mà. Nó cầm kẹo nó đánh mình mà muốn sắc đầu mẹ chán, dễ thương chỗ nào. Chết à. Nó nằm nó khóc kìa bạn. Ok rồi, đi tiếp nè. Rồi đi. Rồi đi qua đây. Rớt xuống đây nè. Không biết là sức khỏe còn khỏe. Ôi, mình rớt với cái miệng của em bé rồi. Oh my god. Ui. Chui vô bụng nó kìa. Ui. Ủa, nó ăn thịt mình giờ. Ui, nó ăn thịt mình mấy bạn ơi. Oh my god. Trời ơi. Oh my god. Tưởng tránh được nó rồi, hóa ra nó ăn thịt mình luôn á. Nó ăn thịt bọn mình luôn bạn ơi. Ui vậy. Ô. Ê, nó chìm. Ui, cái này nó chìm nha. Nó chìm. Ôi. Sammy có biết tại sao trong bụng của em bé lại có mấy cái Lego này không? Hả? Lego hả? Không. Tại vì mấy em bé mà gọi là sao ta hay gọi là chơi mấy cái đồ chơi như hay đó, xong rồi hay ngậm á, lỡ nuốt bụng á. Hình như em bé này cũng tưởng một mình là đồ ăn xong bỏ mình vô bụng á. Trời, nghĩ sao vậy trời. Nhưng mà bởi vậy cho nên là bạn nào mà ở nhà có em nhỏ là phải để ý đến em nha, phải quan tâm đến em nhỏ nha. Đạp cái là đi luôn á kìa, đạp cái bay màu kìa. Hình như cái này là cái acid nuốt nguyên cái con gấu màu xanh luôn. Ôi sao em bé này cái gì cũng ăn hết trơn vậy? Em bé này cái gì cũng ăn hết. Hèn chi người mập mập là đúng rồi. Mập mập giống Sam. Ê, cũng không thì có. Tôi giỡn mà. Ok. Rồi bây giờ Phong canh ở giữa này nha. Sao mới nhảy đi. Yeah. Một cái trick nhỏ này giống bạn là mấy bạn đừng có nhảy dắt nhảy liền luôn. Rồi đi qua bên đây. Từ từ nha. Ok. Rồi. Rồi nhảy. Rồi. Chuẩn bị nè. Rồi. Ôi. Yeah. Hay quá. Từ coi đọc cái chữ gì đây. Cẩn thận với đậu xanh lăn. À là có nghĩa là em bé này ăn mấy hạt đậu xanh á xong nó sẽ lăn ở trong bụng của em bé.
tiếp nè. Từ từ Sam ơi, từ từ Sam ơi, bình tĩnh. Bà phải chờ cái hạt đậu nó lăn qua rồi bà mới nhảy xuống thêm lần nữa, đúng không? Ok. Từ từ. Thôi chờ hạt đậu đi qua nè. Rồi qua. Nhanh lên. Ôi, chui đây. Để xíu. Mình không ham hố các bạn ạ. Mình không ham phải không? Mình cứ chậm mà chắc các bạn hiểu không? Rồi đi tiếp. An toàn. Hạt đậu rơi xuống. Ôi trời. Rồi tiếp. Wow, yeah ơi. Yeah. Thoát rồi bạn ơi. Ủa, gục xương kìa. Ồ, ở trong bụng của em bé có quá trời xương luôn nè các bạn ơi. Oh my god. Ở đây là, ui cái này là xương sống nè. Sống từ, ba chạy qua vậy, bình tĩnh. Đây, tôi đang đi nè đó. Cái xương sống như cái bánh quạt, như cái quạt ha. Cái này là cái xương ở trên xương sống đó. Mình phải bắt cua lên hiểu không? Oh my god, vậy là bọn mình đang ở trong bụng của em bé thiệt á hả trời. Rồi, cố lên. Đúng rồi, hay quá. Hay, từ thôi, hay quá. Hay quá. Thấy không? Tôi nhảy, cái tật tôi là nhảy ra tờ, tôi nhảy mới rớt, mình tôi nhảy nhanh là tôi đi được hay không? Ok, yeah, được. Là tôi là pro luôn thôi, chứ đừng làm nước tôi đi được. Bên này là gì đây? Ủa sao trong bụng của em bé có nguyên cái lẩu băng truyền vậy? Ủa, lẩu băng truyền kichi hả? À, mình không được vô cái truyền này hả? À, hình như là mình không được đụng vô. Bà chưa kịp đụng rồi bà té luôn rồi. Ai biết đâu. Cố lên, nhảy qua. Nhảy qua xa. Rồi nhảy qua luôn. Hay quá. Sam quá giỏi luôn. Cái gì vậy? Khí hơi hả? Ôi sao tôi nhìn nó giống cái cống mà ta. Không. Cái cống thì sao lại có cống ta? Bọn mình bị rơi vô bụng em bé, còn cái này là cái gì của em bé thì tôi không biết. Ê như cái cống vậy, tại sao trong này có cái cống ta? Ơi ghê quá. Wow. Ok, qua đây. Nút kìa. Gì đây? Thả cần tay hả? Ok, thả cần tay xuống. À, lấy cần tay cho em bé ăn hả? Ok, cầm cái cần trời tay nè. Trời ơi, ai ăn cần tay vậy? Ôi, có bông. Có bông, lấy cái bông nè. Có bông nè. Rồi thả này xuống rồi đi qua. Ủa, hay vậy? Ok, từ, lấy nè, rồi. xịt lấy gần. Ơ, từ từ thôi. Rồi đi qua luôn. Wow. Sao đi qua luôn. Ok rồi, đi qua kia. Rồi đi qua được không? Đi qua được. Rồi. Cần lại xíu, nó rơi xuống dưới á. Không, lùi lại. Trời, ok rồi, đi qua. Rồi, okay. Ok rồi, tiến về phía trước nè. Rồi canh nè. Rồi đi qua. Yeah. Ui, vậy mình phải nhảy qua. Rồi, nhảy qua. Rồi đi qua. Ok, rồi tiếp. Rồi đi qua. Từ nè, canh nè. Thả xuống nè, rồi đi qua luôn. Nó có cái kia vậy? Mình phải chạy. Ôi, mình có hai cái thì mình dùng hai cái luôn. Rồi, đó rồi, đi qua. Hay vậy? Quá là đơn giản luôn. Ôi. Ok, bây giờ bắt đầu mình rơi xuống cái chỗ nào. Sao nó đen lui vậy? Tôi thấy nó hơi đáng sợ, nó hơi có gì đó sai sai vậy. Cái này là con yêu quái, cái này là con sợ quái. Tôi thấy chắc có gì hơi sai sai á. Một tí nữa mà tôi rơi xuống dưới, xong tôi nhìn lên tôi thấy cái bồn cầu rồi tôi cũng... Ủa, thật ra thấy ghê vậy? Chắc không phải đâu. Chắc không phải đâu, mình cứ qua đi. Chắc không phải đâu. Ok, qua nào. Có gì vậy? Thấy đây làm khu rừng. Wow, mình đến miền cực lạc luôn rồi. Chạy vậy, ui kìa. Bây giờ mình chạy nhanh lên ba ơi. Lại nè. Rồi, giờ chạy nhanh đó nha, phải thăm cái canh đó nha. Rồi, ok. Rồi, chạy ra. Nhảy ra. Đúng rồi, nhảy ra. Đúng rồi. Nhảy ra. Ôi, hay quá Sam ơi. Ôi, cứ chừng, có gai trước mặt nha. Từ từ, ông nghiêng tí được, ông đi nghiêng, rồi tôi đi nghiêng qua. Đó, đúng rồi. Thử nha, hai. Rồi, hai, ba. Đó, ok. Bà nhảy xuống dưới. Nó giòn quá à. Sao bà nhảy xuống dưới luôn vậy? Cố lên. Rồi. Ôi, quá luôn rồi. Hai lần là gì hết Sam? Lại. Không, cái này tại Phong. Cái này tại Phong chứ không phải tại Sam nha các bạn nha. Mấy bạn chơi Phong cái này đừng nói Sam dở nha. Sam buồn á. Cố lên. Thôi, được rồi, để Phong nè, Phong nhảy ra nè. Trời ơi, Sammy rồi nhảy té hoài à. Đây để Phong. Ấy, hỏi không? Thấy cái ghê không? Tí nữa Phong thắng á là phải thưởng cho Phong 100.000 tiền quỷ đen nha. Nani? Nói cả tôi muốn đẩy ông thua luôn á. Ủa, bây giờ á tiền lương của tôi tháng được 4 triệu cho bà hết rồi. Giờ bà cho tôi có 100.000 cũng không cho được nữa hả? Trời. Buồn. 20.000 thôi. Uống nước ngọt là được rồi. Trời ơi, thương nhau quá trời ơi. Ui. Sao bây giờ tôi thấy em bé to dữ vậy? Ai biết. Oh my god. Mắt nó chứ thì kìa. Ủa nó không có đôi mắt nữa kìa. Bây giờ mình đi xuống hay sao? Mình phải đi xuống hay sao á? Ủa vậy sao? Đi xuống luôn. Cái này là gì đây? Ui súng nước hả? Lầm lại gần. Nhớ nghe. Rồi, bắn hả? Em bé ở đâu? Kìa trước mặt không? Ôi! Ôi cái gì đây? Em bé xinh đỏ tím vàng. Hồ luôn biết hay gì? Ai sao mà chạy đi sao? Sao không lùi lại vậy? Bà phải lùi.
mình đang điều khiển chuột, còn Sammy là điều khiển chạy, cho nên là đang hơi khó rồi ạ. Rồi giữ nghe nè, lấy ra. Kệ đâu đây đây rồi nè. Ui da, bây giờ khác mình không nổi. Bắn nè. Rồi chạy 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 bắn ra. Rồi bên này bên này bắn ra. Ủa bên này bên này bên này. Bắn ra. Ui coi chừng sau lưng nha, coi chừng sau lưng nha. Ui mèo Sammy. Ơi cái chừng sau lưng Sammy, cái chừng sau lưng. Ô my god, cái chừng sau lưng đi. Từ 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 bình tĩnh, nhìn đằng sau trước nữa, đừng có nhìn, đừng có chạy một hướng. Hướng hướng nào mình thấy thì mình chạy. Hướng nào mình thấy thì mình chạy, còn đằng sau nữa nhiều lắm, đừng đừng có nhảy. Ok rồi rồi, coi chừng sau lưng nè, coi chừng sau lưng nè. Oh my god, em bé Kairon nè. Ôi, em bé Ruby. Ôi, ơi cái chân sao bay? Kamui nè, Simmy nè. Ôi, em bé Kairon biết chạy. Em bé Kairon biết chạy phía đây. Ôi, cái chân sau lưng, cái chân sau lưng. Yeah. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, đông quá, đông quá, đông quá, đông quá. Ôi. Nãy giờ không thấy em bé bất kỳ. Còn 120 mẫu thôi kìa. Ôi, thắng chưa? Thắng ơi, thắng ơi. Trời ơi, mừng quá bạn ơi, thắng rồi. Hình như thắng rồi sao á? Ủa có nguyên khu rừng nữa vậy? Ủa là thắng chứ ta? Là còn gì không? Đi thôi đúng không? Hai từ, hình như có cái xe hình em bé. Ui, cái gì vậy? Nhớ nghe. Ui, cái xe hình em bé bạn ơi. Trời ơi, wow. Cái xe đầu em bé hả? À? Trời ơi. Oh my god, cái xe đầu em bé. Oh my god. Ơi còn bên kia có người đang nhảy, đang chào mừng mình về kìa. Cuối cùng mình cũng đã thoát được rồi. Mình đã thoát khỏi em bé đáng sợ rồi. Trời ơi. Trời ơi mệt, mệt quá. Tôi chơi game với bà tôi mệt luôn á sao? Hơi bị xịn luôn á, chỉ là do con chuột nó hơi khó thôi. Đúng rồi, tất cả là do con chuột. Sammy lúc nào cũng chơi hay hết, tất cả là do con chuột. Ủa vậy? Ủa server top tam. Ủa vậy là hai đứa mình là chiến thắng nhanh nhất luôn hả? Trong cái phòng này hình như là chỉ mới có ba người chơi trò này thôi. Cho nên là bọn mình đang là người chơi nhanh nhất. Wow. Top 1 cái ghê không? Ghê, Sammy mới chơi lần đầu mà top 1 luôn bạn ơi, quá đỉnh. Ok bạn ơi, và sau cuối cùng thì Sammy cũng đã giành được chiến thắng, vượt qua được thử thách thoát khỏi em bé kinh dị rồi. Và Sammy thấy vui không? Vui. Vui à? Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và các bạn đừng quên là hãy nhấn vào nút like cái video này để ủng hộ cho mình và Sammy nha. Và nếu như bạn nào muốn mình với Sammy sẽ chơi game tiếp cùng với nhau thì đừng quên hãy comment xuống bên dưới cho mình biết luôn nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. Bye. Tạm biệt. Hello team, hello team.